Sau một chặng đua nhiều đèo núi thì ngày hôm nay các coureur tại giải đua xe đạp quốc tế VTT Cup Tôn Hoa Sen 2018 đã bước vào chặng 8 với một lộ trình bằng phẳng hơn với 50 km vòng quanh quảng trường Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chặng đua ngắn, chỉ 50 km trong một ngày thời tiết vô cùng thuận lợi đã khiến tốc độ của cuộc đua được đẩy lên rất cao ngay từ đầu. Các tay đua nước ngoài liên tục tấn công, nhưng các coureur Việt Nam cũng không hề chịu kém cạnh. Diễn biến đó tạo ra không khí vô cùng sôi nổi suốt chặng đua. Kết quả sau chặng đua thứ 8, vận động viên Im Jae-yeon của đội Korea Cycle về nhất với thời gian 1 giờ 11 phút 18 giây. Về thứ hai là coureur Nguyễn Thành Tâm của tập đoàn Lộc Trời và hạng 3 thuộc về vận động viên Arin Iswana của đội PGN Indonesia. Sau chặng 8, tay đua David Van Aert của đội Global Cycling vẫn xuất sắc giữ áo vàng và áo xanh của giải, trong khi áo trắng tạm thời thuộc về Huỳnh Thanh Tùng của quân khu 7. Ngày mai mùng 10 tháng 9, giải sẽ tiếp tục với chặng đua thứ 9, cũng là chặng khắc nghiệt nhất của giải, với lộ trình 242 km từ Tam Kỳ đi Quy Nhơn.